con gái ruột Phi Nhung bật khóc cầu xin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hãy cho phép mẹ về bên con. Vào lúc 1 giờ sáng tại Mỹ, con gái ca sĩ Phi Nhung nghẹn ngào viết tâm thư cảm kích vì mẹ được Chủ tịch nước nhắc đến khi đề cập đến những tấm gương xả thân làm thiện nguyện vì cộng đồng, đã hy sinh cả tính mạng. Nguyên văn con gái Phi Nhung viết, kính gửi ngài Chủ tịch, con là Wendy Phạm, con đã thấy ngài Chủ tịch nước khen mẹ con làm anh hùng trên báo, con rất cảm kích. Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước việt nam để cùng mọi người chống dịch giờ mẹ con nằm xuống rồi con không cần một anh hùng con cần mẹ xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về xin ông giúp con xin mọi người giúp con mẹ con đã sống cho mọi người rồi giờ cho con xin lại mẹ con con cảm tạ ông phạm thu wendy Đọc những dòng chia sẻ của con gái Phi Nhung ai cũng đau xót vì hai năm qua mẹ con nữ ca sĩ sống trong cảnh xa cách không được gặp nhau. Trước 3 ngày Phi Nhung bay về Mỹ đoàn tụ với con gái thì xét nghiệm dương tính COVID-19 và qua đời sau hơn một tháng điều trị. Chủ tịch nước nhắc tới cố ca sĩ Phi Nhung như tấm gương xả thân vì hoạt động thiện nguyện trong dịch bệnh. Trong buổi lắng nghe kiến cử tri doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 2 tháng 10, Chủ tịch nước đã có những chia sẻ về các tấm gương xả thân hoạt động thiện nguyện trong suốt thời điểm dịch bệnh vừa qua. Cụ thể bên cạnh việc nhắc công lao của các y bác sĩ ngày đêm đối diện hiểm nguy ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng để chống dịch cứu người chủ tịch nước cũng nói tới những tấm gương xả thân lao tâm khổ tứ vì cộng đồng thậm chí đã hy sinh cả tính mạng như đại úy lê huỳnh nhật minh anh vũ quốc cường ca sĩ phi nhung đã có rất nhiều hy sinh tổn thất mất mát đau thương và cả sức mạnh kiên cường đoàn kết lòng nhân ái tinh thần lạc quan trong mọi nghịch cảnh đất nước và dân tộc không bao giờ quên những khoảnh khắc phi thường ấy Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Vào tháng 7 năm 2021, trong tình hình dịch bệnh, Phi Nhung vẫn đi nhiều nơi để phát gạo, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi làm từ thiện cuối cùng, nữ ca sĩ còn vui vẻ kể với mọi người rằng cô sắp được sang Mỹ đoàn tụ với con gái Wendy Phạm sau 2 năm xa cách. Trước khi qua đời, Phi Nhung chưa tiêm vaccine. Cô tham gia vào một số bếp ăn từ thiện và tiếp xúc gần với F0. Sau khi tham gia hoạt động thiện nguyện rồi trở về nhà, Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ, Phi Nhung bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả dương tính với COVID-19. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Trợ Dẫy, hưởng dương 51 tuổi.